quá trời nhãn luôn. Nhãn này là nhãn xuồng đúng không? Nhãn xuồng cơm vàng Nhãn xuồng cơm vàng. Ở đây có mấy chục hecta cần giải cứu quý khán giả ơi. À, trái to 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 không á. Đó. Bây giờ bỏ không à. Có mười mấy ngàn ký nhãn này, giao tại vườn nè. Thấy cơm dày không? đây Nhãn xuồng cơm vàng. đó Thấy cơm nó ngon ừ. không? Tóc tới cơm ra luôn. Vậy mà có mười mấy ngàn ký rồi, không mua nữa thôi chứ. Gỡ cái Trời ơi, cơm ra. dày hết sức luôn à. Có cái hộp nó nhỏ Ừ. không? Đó, Đó, nhìn thấy chưa? Xin chào quý khán giả trên kênh Dùng Rắc Rồng nha. Hôm nay thì Tony đang ở trong cái không gian này, nó là một cái vườn nhãn. Một cái vườn nhãn quý khán giả. Ở địa phận xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay đi giải cứu nhãn ở Xuyên Mộc. Quá trời quá đất nhãn luôn mà giá rẻ bèo luôn. Vừa bán vừa cho nè. vừa vừa nói xong Đó. bán luôn từ người nông dân Quá trời nhãn luôn. Nhãn này là nhãn xuồng đúng không? nhãn xuồng cơm vàng Nhãn xuồng cơm vàng. Ở đây có mấy chục hecta cần giải cứu quý khán giả ơi. Nè, trái to 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 không á. Bây giờ bỏ không à. Có mười mấy ngàn ký nhãn này, giao tại vườn nè. Chùm chùm luôn, đó, bạc ngàn luôn. Ai có muốn giải cứu thì comment ở dưới để lấy thông tin của chủ vườn nha. Nhiều lắm. Mỗi cây như vậy thì khoảng 100 kg không? hơn chứ chủ không rành nữa không Không rành nữa hả? Chủ vườn gì đâu mà không có rành nhãn nữa. chủ này chứ ăn thôi À. chứ chủ Đó, bà chủ nè, bà chủ mà chủ này chỉ không lấy tiền thôi chứ chỉ không lấy làm tiền thôi chứ cũng không biết. chỉ muốn tiền thôi ai muốn làm đâu anh này là còn ai muốn làm cứ đưa tiền thôi được rồi Chắc một cây gì to này nghĩ chắc cũng khoảng cả 100 kg hơn á. Chùm chùm á. Bây giờ giá rẻ quá. Giá rẻ quá chừng luôn. Mấy hôm nay ở thành phố Vũng Tàu đang rộ lên cứu nhãn xương mộc quý khán giả. tại vì mình làm tự nhiên á Cho nên là mình làm nghịch mùa á rồi nó được có hai hôm nay là về đây quay nghịch trực mùa tiếp phun thuốc diệt chuột ở vườn thực tế luôn. Quý khán giả nào quan tâm muốn giải cứu nhãn ở xương mộc thì comment dưới để lấy thông tin chủ vườn đến giải cứu nha. Đó. Quá trời luôn. Nhiều lắm. Đây là mình đi một cái góc nhỏ nhỏ thôi chứ giờ mà đi hết vườn là chắc tới ngày mai. Nhãn to to không à nha, mà cơm dày lắm. Đó, chùm chùm này nè. Thương lái thì không mua ép giá luôn vậy. Nhìn đã ghê luôn. Em gỡ ra trái cho khán giả trên kênh ta coi thử cái cơm nó làm sao. Cái cơm dày không? Nhãn xuồng cơm vàng. Cái cơm nó ngon không? Tóc tới cơm ra luôn. Vậy mà có mười mấy ngàn ký rồi, không mua nữa thôi chứ. Gỡ cái Trời ơi, cơm ra. dày hết sức luôn à. Có cái hộp nó nhỏ không? Đó, thấy chưa? Trời, có mười mấy ngàn ký rồi nha. Răng đi về. Hái chút xíu con xe rùa nè. Đường xe tải vô tới nơi luôn á. Nếu mà ai mà đánh xe tải, xe hơi đi mua vẫn được nha. Đó. Xe tải, xe hơi vô tới nơi luôn. À.
mấy hecta nhãn đang cần giải cứu. Quý khán giả, quý khán giả nào quan tâm đó, thì cứ comment dưới để thông tin của chủ vườn nha. Quý khán giả mình cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dùng Rắc Rồng để tiếp tục theo dõi những cái video cực kỳ hay ho và hấp dẫn khác ở trên kênh nha. Thấy mà nè, ở dưới này nó rụng nè, coi rụng hay không, rẻ quá thì chủ vườn bỏ muốn bỏ rụng luôn nè quý khán giả. Đó, bỏ rụng đặt gốc luôn, thấy không, cũng đầu tư hệ thống đồ này kia nghiêm chỉnh nhau quý khán giả. Hình như là cũng canh tác theo cái kiểu là tự nhiên á, không có dùng phân thuốc nhiều quý khán giả. Đó, chùm chùm thấy chưa, đó trái chùm chùm luôn. Nói chung là nếu như mà mình nhìn thì nó thật sự cũng không có thật sự là đạt lắm so với những cái vườn nhãn khác, chắc tại vì người ta canh tác theo cái kiểu tự nhiên á, cái số lượng trái nó đóng trên mỗi cây gì, mỗi chùm thì nó cũng không nhiều, hình như là nó trái vụ nữa hay sao, cho nên là ăn vô thấy rất là ngọt, ăn ngọt lắm. Đây nè, hái thử cái trái này nè, khui cho quý khán giả coi nha. Cơm nha, dày nè, không cơm dày ghê, hột có chút xíu à, đó mười mấy ngàn ký à. Trời nó ngọt. À, ngon quá. Quý khán giả ở thành phố Vũng Tàu ha, ở Sài Gòn hoặc có vùng lân cận Xuyên Mộc mà muốn giải cứu thì cứ comment dưới lấy thông tin nha.